Bình thủy Johnny Rossi, mã của nó là đây, CVEA30, dung tích là 3 lít nhé. Được trang bị công nghệ VE, tiết kiệm điện, cách nhiệt tốt. Đây, lòng phủ kháng khuẩn nhé. Để màn hình rộng giúp ta quan sát tốt lượng nước còn lại. Với ngoại hình thì còn khá là đẹp. Chân này đến 2014 nhé. Công suất là 700W. Điện 100V nhé, hàng nội địa Nhật. Vậy sử dụng qua đầu nguồn. Trên này là màn hình LCD hiển thị nhiệt độ, rất là tiện dụng. Lồng rất là sạch sẽ nhá, gioăng xanh này. Đây, lồng đẹp. Sản phẩm được vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài nhé. Chúng ta mua về chỉ cần sử dụng thôi, tất nhiên sẽ phải cắm qua đầu nguồn. Rồi mình sẽ test lại để quay nhé. Sử dụng dây hết 512A nhé. Nhìn xa nó không thấy. Rồi, ok. Ở đây là phía đèn báo là đun nước này. Nó có hai chế độ. Chế độ này đun nước sôi 100 độ này. Chế độ này đun nước là sôi là 95 độ này. Ở sôi 95 độ thì ta sẽ không chọn được nhiệt độ dự ấm là 98 đâu nhé. Này, bấm mãi nào chỉ chọn 90 trở lại thôi. Đấy, còn sôi 100 độ thì ta có thể chọn được 98 này. Đấy, 98 này. Đấy. Đây là tùy chọn của chúng ta nhé. Lúc này là sẽ là cài đặt nhiệt độ dự ấm này. Ở đây có 98, 90, 80, 70 pha sữa này. Và chế độ phích nước. Phích nước thì nó sẽ không sử dụng điện để giữ nhiệt nhé. Mà nó sẽ giữ nhiệt bằng công nghệ cách nhiệt chân không của bình thủy. Nên là giữ nhiệt rất là tốt nhé. Bình thường ta để 90, nhà sản xuất cũng đã khoanh tròn đây rồi, dùng để pha trà pha cà phê. Đây là chế độ tiết kiệm điện này, màu trắng này, và hiện giờ. Đấy, tiết kiệm điện này, hiện giờ này, hiện giờ là từ 6 đến 10 tiếng nhé. Đây là hiện giờ đun sôi lại, cái này ta có thể sử dụng vào buổi tối. Để sáng ra nó sẽ tự động đun sôi trước rồi, cho chúng ta có nước sôi. Rồi, đây là đèn mở khóa và rót nước, mở khóa có hai chế độ. Đèn báo này là chế độ mở khóa 100%, tức là lực rót nước sẽ mạnh nhất này, ấn vào đây để rót nước sau khi đèn này sáng nhé. Đấy, chế độ thứ hai là mở khóa chế độ 60%, 60% công suất của máy bơm, như thế lực nó sẽ yếu hơn nhé. Đây là chế độ gọi là chế độ nhỏ giọt. Đấy, cái này là do tùy chọn của người dùng thôi. Bình thường ta hay chọn là chế độ max để lấy được lượng nước nhanh nhất. Rồi, ok, một sản phẩm rất là đẹp nhé, từ thương hiệu Giorgio Jussi.